Liên Trường cười hắc hắc nói: "Kỳ thật không quá phận, tuyệt không quá phận, đối với Cẩn Huyên tiểu thư mà nói ngược lại là một chỗ tốt cực lớn. Chỉ cần Cẩn Huyên tiểu thư gả cho ta, bản thiếu gia coi như chưa xảy ra chuyện gì cả." Hắn thấy trên mặt Cẩn Huyên dần dần, dần dâng lên lửa giận, vội nói: "Tuy rằng ta đã có chính thê, nhưng chỉ cần ngươi về nhà chồng, ta lập tức bỏ nàng, lập ngươi làm chính. Bằng vào lực lượng liên gia ta, tăng thêm quan hệ giữa Thương hội Thiên Nguyên với các ngươi." biến thương hội tử vân thành thương hội đệ nhất đại đông vực tuyệt không phải mộng. Nói đến chính hắn cũng có chút kích động, trong mắt phát sáng lên. Cần Huyên nổi giận, cắn răng nói. Vô sỉ, các ngươi đều cút cho ta. Sắc mặt liên thống trầm xuống, lạnh giọng nói. Chỉ liên gia chúng ta cũng đã là trọng tội rồi, huống chi còn nhục mạ cả Hoàng Dương Đại Nhân và Phó Nghi Xuân Đại Nhân, tội không thể tha được. Sắc mặt Hoàng Dương và Phó Nghi Xuân cũng trầm xuống, tựa hồ cũng lúng túng, phó nghi xuân nói cần huyên tiểu thư đồ nhi ta chẳng lẽ không xứng với người cần huyên nghiêm mặt nói đây không phải là vấn đề xứng đôi hay không xứng đôi chỉ là ta không có nửa phần hảo cảm đối với liên trường công tử chuyện hôn nhân há có thể miễn cưỡng phó nghi xuân nói lứa tuổi chúng ta hôn nhân há có thể do chính mình làm chủ cần huyên hội trưởng coi như là nữ trung hào kiệt có lẽ minh bạch rất nhiều đạo lý kết minh lợi ích mới chính là mục đích của hôn nhân Cần Huyên nhíu mày nhíu một cái, lạnh lùng nói. Vậy sao? Cũng như đường tâm công tử và nhược băng tiểu thư à? Sắc mặt phó nghi xuân đại biến, thành hồng nguyệt biến đổi lớn đã vang rền thiên hạ. Bởi vì một việc hôn sự mà ngay cả thành chủ cũng đầu thân hai chỗ, biến thành cho cười thiên hạ. Giờ phút này Cần Huyên lại nói ra trước mặt hắn, hiển nhiên là cố ý đánh mặt hắn, lập tức lạnh giọng nói. Nếu Cần Huyên đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách đồ nhi ta không khách khí trong mắt liên thống một mảnh lạnh như băng, quát. Lên, bắt lấy Cẩn Huyên. Lập tức mấy đạo quang mang vọt lên, phi thân đánh tới Cẩn Huyên. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, mấy đạo nhân ảnh lang không mà rơi, một người cầm đầu chém ra song trường, trực tiếp ngăn ở phía sau Cẩn Huyên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát. Hoàng Dương, nhanh bảo bọn hắn dừng tay. Hoàng Dương ngưng mắt xem xét, người đến chính là hội trưởng công hội thuật luyện sư Thành Vĩnh Tương, còn có vài tên võ giả đi theo hắn nữa. Hắn nghe đối phương gọi thẳng kỳ danh, trong nội tâm cảm thấy cực kỳ không thoải mái, lạnh lùng nói: "Thì ra là Nguyên Lương đại sư, chẳng lẽ đại sư cũng đứng về phía người thương minh, cùng khi dễ đổ nhi ta sao?" Nguyên Lương trừng mắt cả giận nói: "Hoàng Dương, ngươi đây là ý gì? Ta bảo các ngươi dừng tay chính là muốn tốt cho các ngươi thôi. Tốt cho chúng ta." Sắc mặt Hoàng Dương trầm xuống, lạnh lùng nói: Ta biết rõ những người này có một gã thuật luyện sư bát giai, tựa hồ cũng là đến từ hóa thần hải, không biết là vị đại sư nào, chẳng lẽ là hậu trường rất cường sao. Trên mặt nguyên lương lộ ra vẻ cổ quái, nói. Tóm lại không nên hỏi nữa, ta và ngươi tương giao nhiều năm, ta há có thể hại ngươi. Hoàng Dương cau mày lại, trước khi mình bước vào thuật luyện sư cửu giai, nguyên lương đối với mình luôn tất cung tất kính. Thứ nhất thuật đạo của mình chính là bát giai đỉnh phong, tùy thời khả năng đột phá đến cửu giai, hai cũng là bởi vì sư phó mình chính là la thiên đại sư tên khắp thiên hạ theo lý mà nói sau khi mình bước vào cửu giai hắn càng phải nên đứng về bên phía mình mới đúng sao lại cảm thấy có chút cổ quái trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống thầm nghĩ chẳng lẽ địa vị tên thuật luyện sư bát giai kia càng lớn dù sao hóa thần hải cũng không phải lấy sư phó hắn vi tôn phó nghi xuân lạnh lùng nói tốt cho chúng ta nguyên lương đại sư thật sự dọa chúng ta sợ đấy đại sư chỉ cần một bên thì đã là tốt cho chúng ta rồi nguyên lương cả giận nói phó nghi xuân ta cũng khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt ngàn vạn đừng khiến mình lâm vào vạn kiếp bất phục vạn kiếp bất phục ha 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 phó nghi xuân cười như điên lạnh giọng nói thanh hồng nguyệt mấy chục năm qua khó khăn lớn nhỏ chắc chở không ngừng năm đó có loạn cổ phi dương loạn địa lão thiên hoàng trước đó không lâu có loạn lý vân tiêu phó nghi xuân ta đều vượt qua ta ngược lại muốn xem thử nơi này làm sao có thể khiến ta vạn kiếp bất phục. Nguyên lương đột nhiên cười lạnh một tiếng, phất phất tay, để cho thủ hạ đứng ở một bên, chính hắn cũng thối lui, làm ra thủ thế mời nói. Nếu mấy vị đều nói như vậy, vậy thì xin mời. Các ngươi muốn động cần huyên tiểu thư, ta sẽ không can thiệp thêm nữa. Hoàng Dương và Phó Nghi Xuân đều nhíu mày lại. Liên thống khẽ nói. Giả thần giả quỷ, ở đông vực chẳng lẽ còn chuyện liên gia ta không làm được sao? hắn hô một tiếng, đám võ giả liên ra lần nữa lao xuống. Đột nhiên một đạo thanh âm lười biếng vang lên, nói. Cũng không biết là tên rác rưởi nào, vẫn là lỗ tai bổn tọa quá tốt, muốn im lặng bế quan, tăng lên chút thực lực cũng không thể an bình, bên ngoài tạp âm lớn như vậy, thật sự là phiền toái. Phanh, 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 phanh. Theo thanh âm kia rơi xuống, thân ảnh huyền hoa thoáng cái xuất hiện ở bên ngoài thương hội, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mọi người liên ra. Cái gì? Làm sao có thể? Liên thống và liên trường đều toàn thân đại chấn, vừa rồi trong đám võ giả ra tay có hai gã chính là cường giả võ đế bát tinh a. À. Vậy mà vừa đối mặt đã bị đánh bay. Không, phải nói là còn chưa đối mặt nữa, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ người nọ ra tay thế nào, thật giống như những người kia tự mình bay mất vậy. Nhưng những người kia có thể tự mình bay mất sao? Đương nhiên không có khả năng. Dưới ánh mắt của Huyền Hoa, trong lòng chú cháu lên ra chợt thấy lạnh cả người, như là bị nhấn vào hàn băng vạn năm vậy. À, ngươi, ngài là. Hoàng Dương và Phó Nghi Xuân đồng thời kinh hô lên, mặt mũi đều tràn đầy hoảng sợ. Nguyên Lương cười lạnh nhìn mấy người, nhưng nội tâm của hắn cũng dâng lên nghi hoặc, trong những người này hắn chỉ nhận thức La Thiên. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, chính là những ngày gần đây liên hệ trực tiếp với hắn đều là La Thiên. Cũng không thấy bóng dáng những người này, loại cảm giác này giống như là La Thiên đang chạy vặt cho những người này vậy. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy xuống khỏi chán hắn, loại dự cảm này càng thêm rõ ràng, nhưng lý trí khiến hắn như thế nào cũng khó mà tin được. Huyền Hoa lạnh lùng nói, Hoàng Dương, ngươi còn nhận ra ta nha, vị này chính là nghi xuân đại nhân gì đó a, à, vừa mới từ biệt ở thành Hồng Nguyệt, nhanh như vậy đã lại gặp mặt rồi. Ồ, nghi xuân đại nhân rõ ràng không bỏ mạng trong kiếp nạn thành Hồng Nguyệt, thật sự là kỳ tích nha. Lý Vân Tiêu cũng xuất hiện, trong mắt mỉm cười nhìn qua Phó Nghi Xuân. Phó Nghi Xuân chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, toàn thân run rẩy. Bởi vì ngoại trừ Huyền Hoa và Lý Vân Tiêu, hắn còn nhìn thấy bọn người Ninh Khả Vi, Ninh Khả Vân, Tam Lão, Liễu Phỉ Yên, Khâu Mục Kiệt, La Thiên, nguyên một đám đi ra. Hoàng Dương cũng bị dọa vỡ mật, lúc hắn nhìn thấy La Thiên đi tới, phòng ngự trong lòng lập tức sụp đổ, bịch một tiếng quỷ xuống tại chỗ. A, à, sư phó, hai vị sư phó, các ngươi làm sao vậy? Liên trường chấn động kinh ngạc, vội bước lên trước muốn đỡ Hoàng Dương lên. Phanh, phó nghi xuân trực tiếp tát tới một tát, dốc cạn cả đáy quát. Tiểu súc sinh chết tiệt, ngươi gây vào những người nào thế hả? Ngươi hại chết vi sư rồi. Thân hình liên trường đảo lộn hơn 10 vòng trên không trung, răng rơi đầy đất, một tát này không chút lưu tình nào cả, còn có máu tươi vẩy trên trời cao nữa. Phó nghi xuân nào dám lưu tình, sau một trường vội bước lên phía trước, khom người bái xuống run rẩy nói bái bái kiến chư vị đại nhân liên thống và liên trường lập tức mắt choáng váng thấy tư thế này sao còn không rõ ràng chứ biết rõ mình đã chọc phải nhân vật lớn rồi nhưng mặc kệ là nhân vật nào cũng không thể nào khiến hai vị đại nhân sợ tới mức này chứ phó nghi xuân thấp kém tựa như một con chó vậy hoàng dương càng trực tiếp quỳ xuống cái này những người này đến cùng là người nào đầu óc hắn thoáng cái liền phát mộng rồi liên gia vây công thương hội tử vân đã sớm được truyền đi rất nhanh đã có không ít võ giả vây ở chung quanh trông xem thế nào sau khi thấy một màn này toàn bộ đều được mở rộng tầm mắt không ít người càng trực tiếp té xuống khỏi bầu trời mà mẹ nó ta không nhìn lầm chứ nguyên một đám xoa xoa trong mắt không thể tin được nhìn một màn trước mắt có thể khiến thuật luyện sư cửu giai hoàng dương đại sư trực tiếp bị hù quỳ xuống chẳng lẽ người đến chính là thánh địa chi chủ bảy đại tông sư phong hào võ Đề sao Người tống ra sau khi nhận được tin tức liền chạy tới trước tiên. Bọn hắn cũng không muốn liên gia và thương minh xảy ra mâu thuẫn trên địa bàn mình. Đến lúc đó mình phải lâm vào thế khó xử rồi. Đợi đến khi tống quang mang theo rất nhiều cao thủ đuổi đến thì vừa hay nhìn thấy một màn hoàng dương quỳ xuống. Liên trường bị phó nghi xuân tát bay đi. Cũng tất cả đều ngốc tại chỗ, sừng sờ ở cách đó không xa cũng quên mất mình tới đây để làm gì luôn rồi. Hừ, hồng lão lạnh lùng hừ một tiếng. Dương mắt nói: Chúng ta không phải đại nhân, ngươi mới phải. Nghi Xuân đại nhân. Phó Nghi Xuân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thiếu chút nữa đã quỳ xuống cùng Hoàng Dương rồi. La Thiên thở dài. Hoàng Dương, ngươi thật khiến ta thất vọng. Hoàng Dương nghe xong, sợ tới mức toàn thân phát run, trực tiếp phủ phục trên mặt đất không ngừng dập đầu, giống như băm tỏi vậy, mới vài đã khiến đầu đầy máu tươi, rung giọng nói. Sư, sư phó, đồ nhi sai rồi, đồ nhi thực xin lỗi lão nhân gia ngài và chư vị đại nhân đây, nếu biết lão nhân gia ngài và chư vị đại nhân ở đây, dù đánh chết đồ nhi cũng không dám đến đâu. À, lần này tất cả mọi người mộng rồi, cũng đều hiểu rõ ra. sư phó hoàng dương là ai? ở đây ai cũng biết, chính là vị đại thuật luyện sư cửu giai được thiên hạ tôn kính, la thiên kia. tống quang cũng choáng váng, một lão đầu bình thường như vậy, vậy mà lại là la thiên. hắn vội vàng mang theo chúng người chạy đến, khom người bài nói, thành chủ thành vĩnh tương tống quang bái kiến La Thiên Đại Sư. La Thiên phất phất tay, ý bảo không cần đa lễ. Liên thống và liên trường triệt để choáng váng, trong đầu trống rỗng, chỉ có mấy chữ không ngừng thoáng hiện. Đã xong, xong đời rồi. Hồng Lão nói, ta vừa rồi tựa hồ nghe được có người nói ở đông vực không có chuyện mà liên ra bọn hắn không làm được. Nghi Xuân A, ngươi trước hết giải quyết ba lão ra hỏa chúng ta đi, cạo chết ba lão bất tử chúng ta, cũng đỡ cho chúng ta mắt không thấy tâm không phiền phó nghi xuân vẻ mặt cầu xin run rẩy nói đại nhân ba vị đại nhân là nghi xuân đáng chết ba ngã ba ngã ba ngã hắn vậy mà trực tiếp tát vào mặt mình một cái mạnh hơn một cái mới mấy cái đã khiến má sưng đỏ lên cả rồi toàn bộ bên đường đều là tiếng tát của hắn tất cả mọi người phát mộng chỉ cảm thấy giống như đang tát vào mình vậy kế chính đức trong khoảng thời gian này một mực rừng ở thương hội tử vân cũng cảm thấy choáng váng cảm thấy thế giới biến hóa quá nhanh, bản thân không thể nào hiểu được. Lúc này ai cũng biết Liên Gia đã gây ra việc lớn rồi, nguyên một đám đứng xa xa nhìn, không người dám tới gần. Liên Thống và Liên Trường càng cơ hồ sụp đổ, hai chỗ dựa lớn nhất của mình, một người đang quỳ trên mặt đất dập đầu sám hối, trán đầy máu, một người thì cúi đầu tát vào mặt mình, hai cái đôi má sưng lên giống như đầu heo vậy. Tống Quang vốn muốn tiến lên cũng bị chàng diện này dọa tráng váng, nào còn dám đi tới thêm nữa la thiên nhìn thoáng qua ái đồ của mình thở dài nói tốt rồi đứng lên đi hoàng dương lúc này mới nơm nớp lo sợ bò lên khỏi mặt đất đứng ở đó vẫn không nhúc nhích mặc kệ cho máu chảy đầy mặt căn bản không dám xử lý la thiên quát còn đứng ở đó làm gì vậy còn không tranh thủ thời gian nhận lỗi với vân thiếu đi hoàng dương vẻ mặt mê mang hắn căn bản không biết ai là vân thiếu la thiên đưa mắt ra hiệu hắn mới bừng tỉnh đại ngộ vội vàng thở dài nói với Lý Vân Tiêu. Hoàng Dương có mắt không tròng, đắc tội Vân Thiếu, tội đáng chết vạn lần, mong rằng Vân Thiếu thứ tội. Hắn tuy rằng tất cung tất kính, bộ dạng thập phần thành khẩn, nhưng trong lòng vẫn nói thầm không thôi, Vân Thiếu này rốt cuộc là ai chứ? Hồng Lão nhìn qua Phó Nghi Xuân, nói. Ngươi cũng đừng đánh nữa, đi bồi tội với Vân Thiếu đi. Vâng, Phó Nghi Xuân cũng thập phần dứt khoát, dù sao hắn biết rõ Lý Vân Tiêu là người phương nào, nội tâm cũng cũng không có bao nhiêu phẫn niệm, Thanh thanh thật thật đi qua bồi tội Lý Vân Tiêu nhạt nhạt nói ra Không dám nhận Kỳ thật phải nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng Ta lấy vạn hoa bách bảo lộ của đồ đệ các ngươi Còn đánh hắn Có lẽ ta nên nói xin lỗi gì đúng hơn Vân Thiếu nói đùa Liên trường hắn bổn sự thấp kém Làm người lại cùng vọng không bị trói buộc May mắn gặp phải Vân Thiếu Nếu như là những người khác thì đoán chừng đã sớm bị đánh chết rồi Phó Nghi Xuân vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ Quát Tiểu xúc xanh còn không mau cút tới dập đầu bồi tội với Vân Thiếu. Liên trường cuống quýt chạy tới, nào dám có nửa phần bất mãn, bịch thoáng một phát liền quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy đần độn không thú vị, nói. Ngươi không có đắc tội với ta, không cần xin lỗi ta làm gì, ta sở dĩ nhìn ngươi không vừa mắt, lấy vạn hoa bách bảo lộ của ngươi. Là vì ngươi nổi lên lòng bất chính đối với bằng hữu ta, điểm ấy khiến ta cảm thấy rất không thoải mái. Cần huyên trong lòng hơi động một chút, một cổ dòng nước ấm nhộn nhạo trong lòng. Tuy rằng nàng biết rõ Lý Vân Tiêu chỉ xem nàng như bằng hữu bình thường, nhưng loại cảm giác điềm mật, ngọt ngào hạnh phúc kia vẫn tự nhiên sinh ra. Đúng, đúng, ta đáng chết, là ta đáng chết. Liên trường vẻ mặt đưa đám nói. Ta không nên nổi lên cách nghĩ không an phận với Cẩn Huyên tiểu thư, không nên cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta đáng chết, cầu vân thiếu tha thứ cho ta đi. Lý Vân Tiêu cầu mày nói. Ngươi không nghe rõ lời ta nói sao, ngươi không đắc tội với ta. Phó Nghi Xuân đá mạnh tới một cước, không chút lưu tình, trực tiếp đá cho hắn thổ huyết, quát. Là xin lỗi Cẩn Huyên tiểu thư A, đầu heo. Hắn nhìn như hung ác, nhưng trong lòng kỳ thực lại muốn che chở đệ tử mình, tự mình ra tay đánh hắn tuy thảm một chút, nhưng trung quy còn tốt hơn để Lý Vân Tiêu giết hắn đi. Liên trường bất chấp sát huyết, vội vàng quỳ bỏ tới, cuống quýt dập đầu nói. Cẩn Huyên, Cẩn Huyên tiểu thư, tha cho mạng chó của ta đi lúc này tống quang cũng rốt cục cố lấy dũng khí từ đằng xa đi tới nói cần huyên hội trưởng liên trường công tử mặc dù có mạo phạm đối với ngươi nhưng là xuất phát từ ưa thích ngươi hãy bỏ qua cho hắn một lần đi cần huyên nói nếu thành chủ đại nhân cũng đã nói như vậy rồi vậy ta cũng không so đo với ngươi nữa hy vọng ngươi về sau không nên phạm phải nữa đúng đúng nhất định sẽ không đâu liên trường cơ hồ muốn khóc lên rồi trải qua chuyện hôm nay gan cũng bị dọa vỡ nào dám có cách nghĩ không an phận nữa chứ. Tuy rằng Lý Vân Tiêu và Cẩn Huyên không so đo với hắn, nhưng dư âm việc này vẫn chưa dứt. Mấy ngày sau, sau khi người liên gia biết rõ hắn đắc tội với người phương nào liền trực tiếp phế đi cái tên liên trường của hắn, tước đoạt quyền kế thừa vĩnh viễn, lưu đày thành đệ tử ngoại tộc. Phó Nghi Xuân nói, Cẩn huyên tiểu thư lòng từ bi, tiểu xúc xanh ngươi còn không mau cảm ơn. Nếu còn có lần sau, vi sư sẽ là người đầu tiên phế ngươi đi. Hắn ngoài mạnh trong yếu, nhưng trong lòng cuối cùng lại thở nhẹ ra. Đúng, đúng. Cảm ơn Cẩn Huyên tiểu thư, cảm ơn Vân thiếu. Liên Trường khóc lóc bò dậy, cuối cùng bảo trụ được một mạng, kích động khóc lớn lên, lúc này hắn vẫn còn thấy tâm kinh đảm hàn, mình rốt cuộc đã đắc tội với người nào thế. Vấn đề này Tống Quang cũng thập phần muốn biết, ánh mắt nhìn về phía Cẩn Huyên, có ý xin giúp đỡ. Dù sao trong những người này, hắn cũng chỉ dám trò chuyện với Cẩn Huyên. Cẩn Huyên cười nói: thành chủ đại nhân, Vân Thiếu chính là con rể tốt của người đấy. Con rể tốt? À, Tống Quang rốt cục phản ứng lại, cả kinh hít một hơi lạnh, rốt cuộc hiểu rõ một ít chuyện. Trong lòng Lý Vân Tiêu giờ phút này thập phần bực bội, không chút hứng thú với chuyện trước mắt, chỉ hỏi. cẩn Huyên, Nguyên Lương, gần đây có tin tức gì không? Trên mặt Nguyên Lương lộ ra một tia ngưng trọng, nói. Vừa mới đạt được một ít tin tức, cũng không biết có giá trị không. cẩn Huyên cũng nói. Ta cũng vậy, xem ra hơn phân nửa là sự thật, không bằng chúng ta cùng nhau xác minh xem. Tốt." Nguyên Lương trầm giọng gật đầu. Lý Vân Tiêu nói: "Đều vào trong nói chuyện đi, không nên để nhiều người nhàm chán như vậy vây xem." Mọi người đều đi vào, Hoàng Dương và Phó Nghi Xuân, Tống Quang, còn có người liên gia đứng bên ngoài, đi cũng không được, không đi cũng không được. Rất nhanh, La Thiên lại đi ra, nói: "Ba người các ngươi tiến đến, người còn lại mau cút đi." hắn chỉ đúng là Hoàng Dương, Phó Nghi Xuân và Tống Quang. Thân hình ba người chấn động, lập tức cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau, cùng nhau tiến vào thương hội tử vân. Về phần người liên gia thì đều chạy đi như bay, những võ giả vây xem chỉ cảm thấy đã hết chuyện, nhưng không nhận ra mảnh khóe gì, cũng chậm chậm tàn ra, chỉ có điều trong một đoạn thời gian rất dài, quán trà ở thành Vĩnh Tương lại nhiều thêm một đoạn chuyện thú vị. Sau khi tiến vào thương hội tử vân, mọi người phân biệt ngồi xuống, mấy người hoàng dương nào dám ngồi, Nữ tỷ đưa ghế đến, mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở phía dưới cùng. Lý Vân Tiêu nói: "Nguyên Lương đại sư, Cẩn Huyên, nói tin tức của các ngươi đi." Hai người nhìn nhau một cái, Nguyên Lương nói: "Để ta nói trước đi, kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì cả, động tĩnh lần này thật sự quá lớn, sợ rằng rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ thôi. Lần này một trong các chấp chính giả Thánh vực, Hắc Vũ Hộ đại nhân, cộng thêm gia chủ Nam cung thế gia Nam cung Bộ Hải, còn có chúng cường giả cùng nhau đánh lén Nguyệt Đồng." lý vân tiêu nói sau đó đại bại tử vong vô số mọi người đều giật mình nguyên lương ngạc nhiên nói thì ra vân thiếu đã biết hắn có chút trách cứ nhìn cần huyên tưởng rằng nàng nói cần huyên mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội nói vân thiếu làm sao mà biết được lý vân tiêu cười khổ nói giữa ta và thiên tư tựa hồ có cảm ứng cụ thể cũng không biết vừa rồi trong lúc bế quan tâm thần có chút không tập trung lúc này mới xuất quan ra nhưng chuyện cụ thể cũng không biết được. Người biết rõ thân phận của hắn đều lộ ra vẻ chợt hiểu, dù sao của Phi Dương có được nguyệt đồng chi thuật, thiên hạ đều biết. Cần Huyên sửng sốt một chút, nói. Thì ra là thế, lần này thánh vực vây quét nguyệt đồng, tử thương thật lớn, thiên hạ khiếp sợ, mà ngay cả hắc vũ hộ đại nhân cũng bị thương rất nặng. Nàng có chút lo lắng nói. Nguyệt đồng kia lợi hại như thế, vân thiếu ngươi cũng đừng đi tham dự, đã có thánh vực đối phó bọn hắn rồi sắc mặt liễu phỉ yên ngưng trọng nói nam cung bộ hải được xưng là thiên hạ huyễn thuật đệ nhất nhân tăng thêm hắc vũ hộ và mộ dung thế gia thực lực không dưới mấy người chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường huyền hoa hắc hắc nói có hắc vũ hộ bọn hắn sung phong nguyệt đồng kia tất nhiên cũng trọng thương nơi thân chúng ta chỉ cần tìm được bọn hắn nhanh một chút nhặt đại tiện nghi một lần hành động đánh chết là được tống quang và nguyên lương nghe được trong lòng hoảng hốt những người này tự xưng có thể sánh với bọn người hắc vũ hộ Nam cung Bộ Hải, đến cùng có thân phận lai lịch gì? Bất quá có thể ở cùng một chỗ với Lý Vân Tiêu, tất nhiên cũng không phải loại đơn giản. Cần Huyên Cao mày nói, đây chính là chỗ vấn đề, hiện giờ tất cả thế lực lớn đều đang chú ý đến hướng đi của Nguyệt Đồng, nhưng sau trận chiến này, Nguyệt Đồng tựa hồ trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt các thế lực, hoàn toàn không có bóng dáng. Biến mất? Lý Vân Tiêu sững sờ, hồ nghi nói, trận chiến kinh thiên như thế, thiên hạ chú mục làm sao có thể biến mất trước mắt mọi người được khâu mục kiệt lạnh lùng nói dùng năng lực của bọn hắn muốn tránh thoát điều tra dễ dàng đến cực điểm lý vân tiêu cau mày lại khâu mục kiệt nói rất đúng dùng năng lực của thiên tư nếu là muốn tránh thì quả thật rất khó tìm được cái này cũng chứng minh thiên tư đích thật đã bị trọng thương giống như mình thấy trong đồng thuật vậy liễu phỉ yên nói nếu hắn đã cố tình trốn sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện đâu vân tiêu không bằng ngươi trước theo chúng ta quay lại Hóa Thần Hải, một khi có tin tức thiên tư lại xuất động, hơn nữa mượn lực Hóa Thần Hải, có vết xe đổ của Thánh vực, nắm chắc sẽ rất lớn đấy." Huyền Hoa nói. "Đúng vậy a, à, ta đối với chuyện của ngươi những năm gần đây cảm thấy rất hứng thú đấy, quay về nói cho ta nghe một chút đi." Trên mặt Lý Vân tiêu lộ ra ngượng ngịu, trầm tư một hồi mới nói. "Ta còn có chuyện khác nơi thân, chứ không thể về với các ngươi được, nửa năm sau kỳ thắng phong ước hẹn với Hóa Thần Hải ước hẹn ta nhất định sẽ đến cái gì nửa năm huyền hoa cả kinh nói ngươi muốn đi đâu lại cần lâu như vậy liễu phỉ yên cũng nhíu mày nhìn qua hắn lý vân tiêu nói việc này càng ít người biết rõ càng tốt các ngươi về hóa thần hải trước đi huyền hoa nhớ mày tựa hồ có chút không thoải mái nhưng rất nhanh liền tán đi nói có chuyện gì thì mọi người cùng nhau chống dù sao thực lực ngươi bây giờ rất cận bã đấy Lý Vân Tiêu cười nói. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nếu có đại sự chịu chết, ta nhất định gọi người. Huyền Hoa cười mắng. Xéo đi. Liễu Phỉ Yên nói. Vô luận chuyện gì, chúng ta cũng có thể giúp đỡ người. Lý Vân Tiêu cười nói. Cũng không thể việc nhỏ gì cũng kêu các ngươi được. Ta từ võ sĩ nhất nguyên cảnh lăn lộn đến bây giờ, một đường gập ghềnh đều đã tới. Hiện giờ cách đỉnh phong chỉ có một bước ngắn, thiên hạ này người có thể gây tổn thương cho ta thật sự không nhiều lắm đâu. Liễu Phỉ Yên biết rõ tính nết của hắn, biết rõ nói thêm cũng không có kết quả, chỉ đành nói. Vậy ngươi bảo trọng rồi, nửa năm sau hóa thần hải chờ ngươi đến. Trong thời gian này ta sẽ lưu ý tin tức thiên tư, nếu có manh mối sẽ thông chi ngươi trước tiên. Đồng dạng, nếu ngươi đã tìm được thiên tư, cũng phải tránh độc hành, nhớ rõ cho chúng ta biết. Lý Vân Tiêu nói, bảo trọng, Liễu Phỉ Yên nhẹ gật đầu, mấy người tuy không nỡ, nhưng cũng biết thời khắc ly biệt đã đến. Mọi người đều là người tiêu sái, Huyền Hoa nói một tiếng, nói. Ngày khác lại gặp, nhất định phải chén rượu ngôn hoan, tạm biệt. Hai người dắt tay nhau mà đi, La Thiên và Hoàng Dương theo sát phía sau, không đợi Cẩn Huyên đưa tiễn đã biết mất trước mắt mọi người. Cẩn Huyên nói, Huyền Hoa Đại Nhân và Liễu Phỉ Yên Đại Nhân thật là tồn tại như thần, vân thiếu sao kết bàn với bọn hắn được thế. Tống Quang và Nguyên Lương lúc này mới toàn thân đại chấn, hiểu rõ vừa rồi là người phương nào, tất cả đều hai tay đổ mồ hôi trên sống lưng dâng lên cảm giác mát lúc này bọn hắn mới hiểu được liên trường đắc tội phải nhân vật khủng bố thế nào ninh khả vi nói không biết vân thiếu đi chuyện gì ta cũng không tiện hỏi nhiều nhưng nếu là chuyện đối phó thiên tư cứu tiểu nữ thì đừng quên thông chi chúng ta đấy lý vân tiêu nói đại nhân và tam lão tính đi đâu thế ninh khả vi nói thành hồng nguyệt đã không phải nơi ta dừng chân nữa ta sẽ cùng tiểu nữ đi thần tiêu cung thần tiêu cung lý vân tiêu nhíu mày lại ninh khả vân nói ta tạm thời an trí phụ thân và tam lão ở tinh nguyệt trai chờ đợi thế cục thiên hạ biến hóa dù sao cung chủ đại nhân chưa xuất quan không tiện dẫn bọn hắn vào trong cung tống quang và nguyên lương càng kinh hãi hơn cô gái trước mắt này dĩ nhiên là người thần tiêu cung hơn nữa nghe ý trong lời nàng tựa hồ tinh nguyệt trai và thần tiêu cung có quan hệ cực kỳ mật thiết tống quang cảm thấy giật mình khó trách tinh nguyệt trai có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đặt chân được ở thương minh hắn đột nhiên cảm thấy may mắn may mắn mình một mực đều khách khí với kế chính đức tương lai phải càng thúc đẩy sự phát triển của tinh nguyệt trai ở thành vĩnh tương mới được lý vân tiêu nói như thế cũng tốt có thần tiêu cung che chở mặc dù vi thanh muốn tìm bọn các ngươi phiền toái cũng không phải dễ dàng như vậy nghi xuân đại nhân hiện giờ tình hình thành hồng nguyệt như thế nào phó nghi xuân vội nói sau trận chiến lần trước thế lực đường ra và tứ cực môn đã triệt để tan thành mây khói rồi. Hôm nay trong thành ngoại trừ thành chủ La Thanh Vân và phó thành chủ Lý Giật là người từ ngoài đến, trên cơ bản khôi phục cục diện ba nhà Khương, Ninh, Nguyễn Khống Chế. Chỉ là người ba nhà cũng tử thương rất nặng, lực lượng thành Hồng Nguyệt đã xưa đâu bằng nay. Trên mặt hắn lộ ra ngượng nghịu, nói. Nếu là lão thành chủ và tam lão đều không quay về thì căn bản không có lực lượng có thể chống lại La Thanh Vân và Lý Giật. Ninh Khả Vi nói sau lưng hai người này là vi thanh mặc dù chúng ta có trở về thành hồng nguyệt cũng đã mất đi lực lượng có thể chống lại vi thanh mà sau khi đường ra sụp đổ lại lần nữa đã mất đi lực lượng quần nhau với vi thanh mặc dù chúng ta trở về cũng chỉ có thể khiến cho cục diện ổn định hiện giờ lần nữa đi về hướng hỗn loạn đối với thành hồng nguyệt cũng không tốt chút nào phó nghi xuân nói lão thành chủ chẳng lẽ cứ như vậy cam tâm chắp tay nhường ra thành hồng nguyệt sao ninh khả vi nói chắp tay nhường cũng không đến mức Hiện giờ không phải lúc cưỡng ép đối lập với đại thế thiên hạ, sẽ đưa mình vào chỗ chết, tất nhiên phấn thân toái cốt, đối với thành Hồng Nguyệt cũng chính là tai họa ngập đầu. Tống Quang ở bên nghe được toàn thân mồ hôi lạnh, đối với thân phận người trước mắt này đã có suy đoán, lại như thế nào cũng không thể tin được. Lý Vân Tiêu nói: Khả Vi đại nhân nói không sai, tạm thời để thành Hồng Nguyệt nắm dưới khống chế của Vi Thanh đích thật là kết cục tốt nhất. Hơn nữa La Thanh Vân đã từng đáp ứng ta, sẽ không làm khó mọi người đâu bởi vì trí hắn không ở đó ninh khả vi nói đúng vậy tiểu tử kia quả thật không tệ tương lai thành tựu bất khả hạn lượng nghi xuân tâm ngươi giờ phút này là hướng về chúng ta hay là vi thanh đây toàn thân phó nghi xuân run lên vội vàng nói tự nhiên là hướng về lão thành chủ đại nhân nghi xuân cả đời nhận được lão thành chủ tài bồi và đề bạt mới có hôm nay chọn đời không dám quên ninh khả vi nói lòng trung thành của ngươi ta tự nhiên biết rõ vậy thì mọi chuyện thành hồng nguyệt làm phiền ngươi rồi phó nghi xuân mặt mũi tràn đầy khí huyết nói nghi xuân tất nhiên không phụ đại nhân nhờ vả cuối cùng tận tụy chết mới thôi lý vân tiêu nói bọn người nguyễn hồng ngọc và khương nhược mai hiện giờ tốt chứ phó nghi xuân nói tất cả mạnh khỏe la thanh vân tựa hồ cũng không quan tâm chuyện trong thành hiện giờ tất cả đều là do ta quản lý chỉ là lý giật kia tựa hồ dã tâm thật lớn bốn phía đều can thiệp tại hạ lý vân tiêu nói Lý Dật lúc ở Thiên Thủy Quốc đã là hảo thủ chơi quyền thuật, hơn nữa người này không cam lòng khuất dưới người, có lẽ sẽ tìm kiếm cách bồi dưỡng thế lực của mình. Đây cũng chưa chắc là chuyện xấu, chưa chắc là chuyện xấu. Phó Nghi Xuân khó hiểu, người còn lại cũng không hiểu. Lý Vân Tiêu cười nói, Thành Hồng Nguyệt trải qua kiếp nạn, tất nhiên nhân tâm bất ổn, mượn hắn làm một khối đá thử vàng đi. Ninh Khả Vi trong mắt sáng ngời nói, Vân thiếu quả nhiên thông minh, nếu vậy những người tâm trí không kiên định đối với thành hồng nguyệt tất nhiên sẽ bị lý giật lôi kéo qua còn lại đều là tử trung tâm trí kiên định cũng là cổ lực lượng kiên cố nhất để kiến thiết lại thành hồng nguyệt lý vân tiêu nói đúng là như thế hơn nữa lý giật kia quả thật có cổ quái tựa hồ mệnh số rất mạnh gặp chuyện liên tiếp cũng có thể gặp giữ hóa lành hơn nữa nhân họa đắc phúc có mấy lần bản thiếu gia muốn tự tay giết hắn đều bị hắn thoát được ta cũng rất muốn nhìn một chút tương lai hắn có thể phát triển đến loại trình độ nào Phó Nghi Xuân nói. Vậy thì liền theo như Vân Thiếu nói, ta tận lực không xung đột với hắn, tận lực tránh đi người này. Lý Vân Tiêu gật đầu, sau đó mi tâm lóe lên, một đạo quang mang phấn sắc bắn ra, trong đại sảnh hóa thành một đạo thân ảnh. Phó Nghi Xuân cả kinh nói. Nhược băng tiểu thư. Lý Vân Tiêu nói. Nhược băng, vừa rồi mọi người nói ta cũng đã cho ngươi biết. Ngươi là theo ta đi, tiếp tục lưu lại trong giới thần bi tu luyện, hay là quay về thành hồng nguyệt đây? khương nhược băng mặt mũi tràn đầy yêu sầu sau khi bái kiến ninh khả vi và tam lão liền ngẩng đầu lên nhìn qua lý vân tiêu trong mắt hiện lên một vòng dị sắc cặp môi đỏ mọng khẽ mở chân thành nói vân tiêu ngươi hy vọng ta lưu lại hay là hy vọng ta đi tất cả mọi người trong lòng khẽ nhúc nhích ánh mắt đồng loạt nhìn qua lý vân tiêu trên mặt lý vân tiêu lộ ra nét sầu lo khó có thể phát hiện lạnh nhạt nói đi ở tự nhiên là theo ý ngươi khương nhược băng toàn thân run lên có chút buồn bã cười nói đã như vậy vậy ta vẫn nên quay về thành hồng nguyệt đi thôi lý vân tiêu nói trong thành hồng nguyệt nguy hiểm dị thường ngươi ở lại tu luyện trong giới thần bi chẳng phải tốt hơn sao trong mắt khương nhược băng hiện lên một tia hào quang nói ngươi là đang giữ ta lại sao lý vân tiêu im lặng sau đó nói chỉ là đề nghị khương nhược băng cười cười nói ở lại giới thần bi người mặc dù an tâm lại khó có thể bình an Đi Thành Hồng Nguyệt người bất an, lại an tâm. Thành Hồng Nguyệt là nhà của ta, ta chung quy phải về nơi đó. Ta là công chúa Thành Hồng Nguyệt, lúc này có lẽ nên trở về rồi. Huống hồ La Thanh Vân đại ca cũng có quen biết với ta, sẽ chiếu cố tốt cho ta thôi. Lý Vân tiêu thở dài. Nếu ngươi đã quyết định đi, vậy thì nhớ bảo trọng. Khương Nhược Băng cười nói. Ngày đó vô tình gặp được trong thành, cùng uống say quên buồn, hy mong ngày nào đó gặp lại, còn có thể hào hứng như thế. Lý Vân Tiêu nói, bảo trọng. Khương Nhược Bang cười nhạt một tiếng, liền quay người mà đi. Ninh Khả Vân có chút hít một tiếng, cũng từ biệt mọi người rời đi. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ còn lại Lý Vân Tiêu, Khâu Mục Kiệt, Cần Huyên và Tống Quang. Tống Quang vẫn khẩn trương vạn phần, đoan đoan tránh tránh ngồi, không dám nói một câu. Lý Vân Tiêu nói, Mục Kiệt Huynh, ngươi thì sao? Là quay về Càn Ba Sơn, hay là theo chân ta, hay là tự mình đi tìm Vi Thanh tính sổ? khâu mục kiệt khẽ nói đi theo ngươi có chỗ tốt gì lý vân tiêu nói không có không có lợi vì sao ta phải đi theo ngươi khâu mục kiệt cười lạnh một tiếng khinh thường khẽ nói ngươi không phải là muốn ta làm tay chân miễn phí đấy chứ lý vân tiêu nói mặc dù không có lợi nhưng cũng không có chỗ hỏng khâu mục kiệt lạnh lùng nói có ý tứ gì lý vân tiêu cười nói ngươi đi tìm vi thanh tính sổ là không thể nào thậm chí ta dám nói nếu ngươi một mình hành động thì đời này cũng sẽ không có cơ hội giết vi thành tiếp theo càn ba sơn đã không phải là của ngươi điểm ấy ngươi có lẽ hiểu rõ mặc dù muốn đi cũng chỉ có thể có thể ở tạm bỡ thôi không có khả năng đoạt lại được đi theo ta mặc dù không có chỗ tốt nhưng cũng không có chỗ hỏng không phải sao khâu mục kiệt đổi sắc mấy lần hắn vốn là người thông minh tuyệt đỉnh lời lý vân tiêu nói hắn tự nhiên hiểu rõ chỉ dựa vào chính hắn thì không thể nào đối phó vi thanh được nhưng trên mặt không phục chỉ hừ mạnh một tiếng. Lý Vân Tiêu cười nhạt, biết rõ hắn sẽ không đi, chuyện kế tiếp của mình nếu có khâu mục kiệt ở bên cũng sẽ giúp được rất nhiều. Hắn xoay người nói, thành chủ đại nhân mới tới thành Vĩnh Tương đã mang đến cho quý thành phiền toái không nhỏ, thực thẹn trong lòng. Không dám không dám, đâu có đâu có. Tống Quang vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nói. Nếu không có vân thiếu trượng nghĩa ra tay, không chỉ hai vị nữ nhi của tống mỗ thân bại danh liệt mà cả tống gia cũng sẽ hổ thẹn bị người toàn thành chế nhạo vân thiếu chính là đại ân nhân của tống gia ta à lý vân tiêu nói ân nhân không dám tên kia vậy mà dám giả danh ta đi làm ác ta tự nhiên phải xen vào cần huyên là hảo hữu ta lúc ở thành vĩnh tương hy vọng thành chủ đại nhân có thể chiếu cố nhiều hơn một phen tự nhiên đó là tự nhiên tống quang vội vàng vỗ bộ ngực nói từ nay về sau chuyện của thương hội tử vân chính là chuyện của tổng mỗ lý vân tiêu nói như thế ta liền yên tâm cần huyên dung giọng nói vân thiếu ngươi muốn đi sao lý vân tiêu khẽ cười nói thiên hạ có yến hội nào không tàn lần trước từ biệt chẳng phải rất nhanh đã gặp lại sao lần sau gặp lại cũng sẽ không lâu đâu nói xong hắn liền hóa thành một đạo lôi quang lập tức biến mất trên đại điện khâu mục kiệt hừ lạnh một tiếng cũng lóe thân ảnh lên theo sát phía sau toàn bộ đại điện thoáng cái trở nên trống trơn người trước mắt không còn cần huyên rốt cục nhịn không được nước mắt tràn mi mà ra lý vân tiêu sau khi rời khỏi thương hội tử vân liền trực tiếp độn tới khu vực truyền tống của thành vĩnh tương tiến vào một trong các chủ thành của đông vực thành trường cốc cái gì ngươi muốn đi vô pháp thiên khâu mục kiệt sửng sốt một chút cổ quái nhìn lý vân tiêu nói chỗ kia cơ hồ ngăn cách hiếm có dấu vết người chẳng lẽ là đi tìm thiên tài địa bảo gì đó sao lý vân tiêu nói coi như thế đi nhưng còn có một chuyện càng quan trọng hơn chờ sau khi ngươi đến đó sẽ rõ khâu mục kiệt lạnh lùng nói chuyện của ngươi thì có quan hệ gì đến ta chứ ta không cần biết rõ ngươi đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi chuyện gì lý vân tiêu cười nói nhiều khi rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỳ a à. tập này kết thúc ở đây nha sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn